Hiện tượng cực quang là gì? Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học hiếm gặp. Chúng được hình thành do sự bức xạ từ tạo thành những vệt sáng đủ màu sắc. Trên bầu trời đêm các ánh sáng như những dải lụa được sinh ra. Hiện tượng kỳ thú này rất đẹp và lộng lẫy, nhưng không phải ở đâu cũng có thể quan sát được. Chỉ có một số cùng nhất định mới thấy được hiện tượng quang học tự nhiên này. Cực quang không chỉ ở trái đất. Từ vệ tinh, thì ta biết được thế giới quang rộng lớn ngoài trái đất chính là hệ mặt trời. Mặt trời tác động đến tất cả các hệ hành tinh xoay quanh nó. Tất nhiên không chỉ trái đất mới có hiện tượng cực quang này mà các hành tinh khác. Chẳng hạn như Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh và Hải vương tinh cũng có cực quang. Tập trung ở hai bán cầu của trái đất. Cực quang được sinh ra do tương tác của các hạt trong gió mặt trời với từ trường. Vì thế chúng rõ nét nhất ở các vĩ độ cao gần các cực từ. Hiện tượng cực quang này diễn ra tại hai bán cầu của trái đất. Chúng được gọi là Bắc cực quang ở bán cầu Bắc và ở Nam bán cầu, thì là Nam cực quang. Bão mặt trời tạo ra hiện tượng cực quang. Cực quang trong vật lý học lại được giải thích rất chi tiết bằng các điện từ xung đột. Chắc hẳn bạn đã từng nghe qua hiện tượng bão mặt trời. Đây là những phản ứng hạt nhân với các hạt mang điện từ. Mặt trời bức xạ ra ngoài vũ trụ số lượng khổng lồ tạo thành dòng hạt điện. Khi dòng hạt mang điện này đi qua trái đất sẽ tác động đến bầu khí quyển. Bầu khí quyển sẽ ngay lập tức chặn các tia hại tiếp xúc trực tiếp với bề mặt. Sự cố bão mặt trời này đã tạo nên hiện tượng cực quang. Chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang ở đâu? Ở càng gần hai cực của trái đất thì bạn càng dễ dàng quan sát được cực quang. Nhưng ở hai cực này, khí hậu rất khắc nghiệt, thậm chí có những nơi còn không có người sống. Tại các nước Bắc Âu bạn có thể đã quan sát hiện tượng cực quang này. Điểm săn cực quang được nhiều người yêu thích nhất chính là các quốc gia như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Iceland, Bắc Siberia, Alaska và Bắc Canada.